Làm thế nào để khắc phục sự cố máy ảnh trong Xiaomi 12 Pro? Xin chào các bạn thân mến của tôi, bạn có khỏe không? Tôi mong bạn khỏe. Sức khỏe tốt và trạng thái vui vẻ, hôm nay tôi có một video mới với các bạn. Đó là cách khắc phục sự cố camera trong Xiaomi 12 Pro. Mong các bạn thích nhưng trước khi xem hãy đăng ký kênh để đón nhận tất cả những gì mới và bay. Giờ chúng ta cùng theo dõi thuyết minh nhé. Giải pháp khắc phục sự cố camera Xiaomi 12 Pro. Đây là điện thoại thông minh hàng đầu với bộ vi xử lý Qualcomm SM8450. Nó có 3 camera 50MP 1.9 để hiển thị với OIS ổn định hình ảnh quang học. 50MP 1.9 để zoom quang học 2x và lần sử dụng cuối cùng là máy ảnh siêu rộng 115 độ với việc sử dụng 50 MPF 2.2, nghị quyết. Máy ảnh trước sử dụng 32 megapixel. Chúng tôi có thể quay phim lên đến 8K ở tốc độ 24 khung hình một giây bằng cách sử dụng EIS con. Quay hồi chuyển để giảm màu xanh lam. Điện thoại này sử dụng CPU Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 với bộ xử lý tín hiệu hình ảnh. Qualcomm Spectra. Nó có 3 ISP 18 bit với các tính năng CVISP. Để hỗ trợ chụp ảnh và quay video góc rộng, nó được trang bị cảm biến máy ảnh Sony IMX707. Nó cũng được cung cấp bởi hình ảnh siêu ban đêm với ánh sáng lên đến 0,02 lux. Tối đối với môi trường tiêu chuẩn, nó cũng có Xiaomi Pro Focus cho tốc độ và luôn tìm thấy tiêu điểm trên đối tượng chuyển động. Tuy nhiên, một số người dùng đang gặp sự cố với máy ảnh Xiaomi 12 Pro. Chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp đơn giản để khắc phục các sự cố máy ảnh Xiaomi 12 Pro. Tại sao máy ảnh Xiaomi 12 Pro phản hồi chậm hoặc hoạt động chậm chạp? Ứng dụng máy ảnh Xiaomi MIUI là ứng dụng tuyệt vời để chụp một số ảnh và video. Phần mềm này đã được cài đặt trên Xiaomi 12 Pro với Android 12 và MIUI 13. Có nhiều tính năng và bộ lọc nâng cao để cải thiện video ảnh. Tuy nhiên, một số vấn đề máy ảnh thường chậm do vấn đề RAM. Như chúng ta đã biết Xiaomi 12 Pro là một chiếc điện thoại thông minh cao cấp. Nó được hỗ trợ bởi RAM 8GB hoặc 12GB. Nhưng bộ nhớ RAM này sẽ không đủ nếu chúng ta cài đặt nhiều ứng dụng đa nhiệm. Bởi vì khi một số ứng dụng khác đang chạy ở chế độ nền hoặc ở phía trước, RAM sẽ trở nên thấp. Điều gì sẽ xảy ra khi bộ nhớ Xiaomi 12 Pro không đủ? Để tránh điện thoại này bị rơi, Xiaomi 12 Pro sẽ cố gắng tìm các ứng dụng lỗi thời không sử dụng vũ lực để cung cấp thêm RAM trống. Quá trình này sẽ gây ra một số chậm trễ hoặc chậm trễ. Vì vậy, khi chúng tôi muốn cung cấp hiệu suất ảnh hoặc video nghiêm túc, vui lòng đóng tất cả các ứng dụng không sử dụng hoặc thiết lập lại mềm hoặc khởi động lại trước. Khi chạy ứng dụng máy ảnh Xiaomi 12 Pro. Làm thế nào để khắc phục sự cố camera Xiaomi 12 Pro? Máy ảnh là một trong những tính năng quan trọng khi chúng ta sử dụng điện thoại thông minh. Có một số khả năng có thể khiến máy ảnh Xiaomi 12 Pro của chúng tôi gặp một số vấn đề hoặc hoạt, hoạt động không bình thường. Dưới đây là một số bước để khắc phục sự cố máy ảnh trên điện thoại này. Bước 1: Đặt lại Xiaomi 12 Pro về mặc định gốc bằng menu cài đặt máy ảnh. Bật Xiaomi 12 Pro. Hãy đảm bảo rằng ứng dụng máy ảnh của chúng tôi vẫn có thể hoạt động phát khi bạn nhấn vào biểu tượng máy ảnh nhấn vào biểu tượng máy ảnh để kích hoạt ứng dụng máy ảnh chuyển đến menu cài đặt trong các ứng dụng máy ảnh này biểu tượng menu thường là một hình vuông ba dòng trong các ứng dụng máy ảnh sau đó chọn cài đặt trong danh sách cài đặt máy ảnh mặc định vui lòng cuộn và tìm khôi phục cài đặt mặc định vui lòng chọn ok khi xiaomi 12 pro yêu cầu xác nhận để đặt lại tất cả cài đặt máy ảnh về cài đặt gốc Cách khắc phục sự cố camera trên Xiaomi 12 Pro. Bước 2, đặt lại máy ảnh Xiaomi 12 Pro của bạn về cài đặt gốc bằng cách sử dụng menu cài đặt. Trên thực tế, các bước này tương tự như bước đầu tiên, nhưng chỉ khác khi bắt đầu quy trình. Vui lòng sử dụng các bước này khi ứng dụng máy ảnh không chạy khi chúng ta nhấp vào biểu tượng. Máy ảnh, bật Xiaomi 12 Pro, chuyển đến menu cài đặt. Chọn ứng dụng hệ thống. Chọn máy ảnh. Trong danh sách chi tiết máy ảnh, vui lòng cuộn và tìm khôi phục cài đặt mặc định. Khi yêu cầu xác nhận, vui lòng chọn OK. Sau đó, Xiaomi 12 Pro sẽ được khôi phục về cài đặt mặc định của nhà sản xuất. Bước 3, cài đặt ứng dụng máy ảnh thay thế cho Xiaomi 12 Pro. Sau khi thử bước thứ nhất và bước thứ hai mà camera của Xiaomi 12 Pro vẫn không hoạt động, Chúng ta có thể thử cài đặt camera thay thế của bên thứ ba từ Google Play Store. Lúc này chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt Open Camera tìm kiếm từ Google Play Store. Ứng dụng này miễn phí và có nhiều tính năng để hoạt động với Xiaomi 12 Pro. Bước 4, cố gắng nâng cấp chương trình cơ sở. Một số vấn đề là do lỗi phần mềm. Thông thường, nếu Xiaomi xác nhận các vấn đề phần mềm cho máy ảnh của họ Họ sẽ phát hành một chương trình nâng cấp để sửa các lỗi hoặc sự cố máy ảnh. Vui lòng thử tìm hệ điều hành hoặc bản cập nhật từ menu cài đặt. Bước 5, khôi phục cài đặt gốc về cài đặt gốc khi tất cả các bước sửa chữa Xiaomi 12 Pro không? Hoạt động, các tùy chọn cuối cùng mà chúng tôi có thể thử khi máy ảnh Xiaomi 12 Pro không hoạt động bình. Thường bằng cách khôi phục cài đặt gốc. Hãy làm theo các bước để hát Reset Xiaomi 12 Pro trong bài viết cụ thể này. Làm thế nào để khắc phục sự cố máy ảnh Xiaomi 12 Pro lấy nét tự động hoặc bị mờ? Một số người dùng đang gặp sự cố với Xiaomi 12 Pro khiến họ không thể lấy nét đúng cách. Một số vấn đề luôn xảy ra nhưng một số người dùng khác đôi khi tập trung một lúc nào đó không? Tập trung, có một số khả năng có thể khiến bạn khó tập trung. Hãy thử làm sạch ống kính máy ảnh của Xiaomi 12 Pro. Tại sao nó quan trọng? Bởi vì nếu có một hạt bụi nhỏ phía trước kính ngắm, máy ảnh sẽ tự động lấy nét vào bụi hoặc vật thể bẩn đó. Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo lau ống kính máy ảnh bằng khăn mềm. Kiểm tra xem mặt kính máy ảnh Xiaomi 12 Pro có vết xước hay không. Chầy xước cũng sẽ làm mờ tiêu điểm của máy ảnh nếu chúng ta gặp những vấn đề này. Hãy thử thay mặt kính máy ảnh bằng mặt kính chính hãng tại trung tâm bảo hành được Xiaomi ủy. Quyền, một số phiên bản phần mềm, chương trình cơ sở cũng sẽ làm cho tính năng tự động lấy nét của máy ảnh Xiaomi 12 Pro không hoạt động bình thường. Vui lòng cố gắng sao lưu chương trình cơ sở mới nhất hoặc nâng cấp phiên bản Android. Tại sao lỗi camera Xiaomi 12 Pro sau khi nâng cấp phần mềm Android? Trong một số trường hợp, việc nâng cấp chương trình cơ sở lớn có thể khiến các ứng dụng máy ảnh Xiaomi 12 Pro gặp một số vấn đề. Vui lòng thử đặt lại cài đặt ứng dụng máy ảnh về mặc định ban đầu. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy cố gắng sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng và thực hiện khôi phục Cài đặt gốc để định dạng lại Xiaomi 12 Pro của bạn về mặc định ban đầu. Tại sao camera Xiaomi 12 Pro bị chết? Có hai khả năng có thể khiến máy ảnh Xiaomi 12 Pro của chúng tôi bật hoặc tắt. Phần mềm hoặc phần cứng. Chúng tôi có thể thử đặt lại cài đặt máy ảnh trước. Nếu nó vẫn không hoạt động thì hãy thực hiện khôi phục cài đặt gốc. Tuy nhiên, sau khi quá trình khôi phục cài đặt gốc được thực hiện nhưng sự cố máy ảnh chết vẫn xảy ra trên Xiaomi 12 Pro của chúng tôi, một số vấn đề phần cứng có thể xảy ra. Vui lòng tham khảo phần cứng máy ảnh tại trung tâm bảo hành được Xiaomi ủy quyền. Các câu hỏi thường gặp khác về máy ảnh Xiaomi 12 Pro. Camera trước của Xiaomi 12 Pro có đèn flash LED không? Không, camera selfie không có đèn flash chuyên dụng, nhưng chúng ta có thể sử dụng ánh sáng màn hình để giúp chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện rất tối. Chúng ta có thể chụp ảnh dưới nước với Xiaomi 12 Pro không? Không, điện thoại này không chống nước. Vì vậy chúng tôi không thể chụp ảnh hoặc quay video trong nước. Tại sao camera Xiaomi 12 Pro lại bị mờ? Nó có thể xảy ra do phần mềm hoặc phần cứng. Vui lòng làm theo các bước trên để đặt lại ứng dụng máy ảnh và kiểm tra xem ống kính điện thoại của chúng tôi có vấn đề hay không. Tại sao máy ảnh Xiaomi 12 Pro hiển thị màn hình đen hoặc không có gì trên màn hình? Nếu các ứng dụng máy ảnh dừng hoặc gặp sự cố, trên màn hình sẽ xuất hiện màn hình đen. Chúng ta cần làm theo các bước trong bước 1 và 2 để thiết lập lại phần mềm camera. Làm thế nào để sửa lỗi camera Xiaomi 12 Pro bị chậm hoặc lag? Điều này thường xảy ra do quá nhiều ứng dụng đang hoạt động cùng nhau hoặc tài nguyên RAM của chúng ta không đủ nên điện thoại này sẽ buộc đóng các ứng dụng khác trước khi khởi chạy ứng dụng camera. Cuối video xin cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong một video mới.